Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết trong ngày Chủ nhật ở miền Bắc, miền Trung cũng khá dễ chịu, trời nắng vừa phải. Trong khi đó thì ở phía Nam, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở hầu khắp các tỉnh Nam Bộ. Cụ thể là tại miền Bắc sáng nay thì trời còn nhiều mây, có sương mù nhẹ. Nhưng đến khoảng gần trưa thì mây mỏng đi, sương cũng tan, miền Bắc có nắng trở lại. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh phía Đông dao động trong khoảng từ 24 cho tới 26 độ, phía Tây cao hơn là từ 27 đến 28 độ. Với các tỉnh miền Trung, nắng giáo cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày Chủ nhật, tuy nhiên thời gian nắng không đồng đều. Ở khu vực từ Bình Thuận trở vào xuống tới Bình Định, trời có nắng từ sáng nên nhiệt độ cao dao động trong khoảng từ 29 cho tới 31 độ. Các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc thì sẽ có nắng muộn hơn, nhiều nơi thì đến trưa mới chuyển nắng. Nhiệt độ ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình trở xuống tới Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 24 cho tới 26 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 cho tới 28 độ. Nam Bộ trong cao điểm của mùa khô, trời nắng mạnh cả ngày, nắng nóng diện rộng diễn ra ở hầu khắp các tỉnh thành miền Đông của Nam Bộ như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương và cả thành phố Hồ Chí Minh với nhiệt độ cao nhất là từ 35 cho tới 36 độ. Riêng tại Biên Hòa hay Thủ Dầu Một còn trên 36 độ. Đối với các tỉnh miền Tây như là Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ, Bạc Liêu và Cà Mau, mức nhiệt cao cũng từ 32 đến 33 độ, có nơi cao hơn, cảm giác nóng bức về trưa và chiều. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Khánh Hòa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa thì có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.